Chiều nay tại quyền Vạn Ninh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn Deco tổ chức hội thảo truyền thông chuyển đổi lồng bè truyền thống sang lồng HDPE trong nuôi thủy sản cho người dân. Hội thảo đã giới thiệu đến bà con ngư dân những ưu điểm của lồng bè HDPE so với lồng bè truyền thống trong nuôi thủy sản, kết cấu của lồng HDPE, khả năng chống chịu của lồng HDPE đối với thiên tai bão lũ, quy trình nuôi thủy hải sản trong lồng HDPE đem lại hiệu quả cao. Ngoài ra, hội thảo cũng giới thiệu đến ngư dân việc sử dụng lồng HDPE trong nuôi trồng thủy sản kết hợp phát triển du lịch, tham quan, trải nghiệm v.v. V. Tại à hội thảo, bà con ngư dân trao đổi một số vấn đề về quy trình nuôi thủy sản trong lồng HDPE so với lồng nuôi truyền thống. Việc chăm sóc và thu hoạch khi nuôi bằng lồng HDPE mong muốn mức hỗ trợ cho ngư dân khi chuyển đổi. Theo định hướng phát triển, tỉnh Khánh Hòa hướng đến mục tiêu chuyển đổi 50% lồng bè truyền thống sang lồng nuôi HDPE vào năm 2025 và chuyển đổi 100% sang lồng HDPE vào năm 2030.